Kim Ngân chào các bạn. Đời người bắt đầu từ mùa xuân. Một ngày bắt đầu từ buổi sáng. Nếu không làm chủ được buổi sáng thì sao làm chủ được cả ngày? Quả thực, người dậy sớm có sức mạnh đáng gờm. Người dậy được sớm chứng tỏ họ có năng lực lý trí mạnh, dễ thành công trong cuộc đời. Người làm chủ được buổi sáng sẽ làm chủ được cuộc đời. Một người ngay cả dậy sớm còn không làm được thì còn tham vọng gì đến những việc khác cao xa hơn? Những người thức dậy sớm thực sự mạnh mẽ và đáng sợ hơn vạn lần so với những người thức đêm, bởi vì họ tự giác và tích cực hơn. Dậy sớm, hai chữ thoạt nghe có vẻ đơn giản, song làm được thì lại không dễ. Nhưng làm được rồi thì nó lại hữu ích hơn bất kỳ phương thuốc nào. So với những người thức đêm dậy muộn, những người dậy sớm thường đáng sợ hơn vạn lần. Một vị học giả nước ngoài từng dành ra hàng năm trời để nghiên cứu thói quen thường ngày của hơn 100 người khởi nghiệp thành công từ hai bàn tay trắng, và ông đúc kết được một điều. Có đến 95% người thành công đều có thói quen dậy sớm. Một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới, Bill Gates, cũng duy trì thói quen thức dậy vào 3 giờ sáng mỗi ngày. Việc dậy sớm dường như đã trở thành thói quen ăn sâu vào máu của ông. Tỷ phú giàu nhất Hồng Kông, Lý Gia Thành, dù đã chập chững bước qua tuổi 95 nhưng vẫn duy trì thói quen dậy sớm. Dù tối hôm trước ngủ muộn như thế nào, song ông vẫn duy trì thói quen thức dậy vào đúng 6 giờ sáng ngày hôm sau. Tiểu thuyết gia người Nhật Murakami Haruki cũng không ngoại lệ. Nhiều năm trời như một, ông luôn kiên trì thức dậy vào 4 giờ sáng mà không cần chuông báo thức. Đối với ông, đó là khung giờ vàng để tập trung sáng tác. Sức mạnh đáng gờm của người dậy sớm mà người xưa hay nói là gì? Thứ nhất, dậy sớm là hình thức dưỡng sinh tốt nhất. Danh thần Tăng Quốc Phiên, một nho gia nổi tiếng lỗi lạc của Trung Quốc từng nói: dậy sớm là bí quyết đầu tiên trong dưỡng sinh. Y gia xuất chúng Tôn Tư Mạc, người được mệnh danh là Y Vương một đời của Trung Hoa, cũng từng đề cập đến việc dậy sớm như một phương thuốc ngàn vàng trong cuốn sách Thiên Kim Dược Phương. Xuân dục yến ngọa tảo khởi, hạ cập thu dục xâm dạ nãi ngọa tảo khởi, đông dục tảo ngọa nhi yến khởi, gia ích nhân. Đối với Tôn Tư Mạc, xuân hạ thu bắt buộc ta đều phải dậy sớm, mùa đông dậy muộn, nhưng thực ra muộn của ông cũng là 5 giờ sáng. Vì vậy, với người đời, một năm 4 mùa đều cần dậy sớm. Dậy sớm chính là thần y cho một cơ thể khỏe mạnh, thậm chí còn có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Câu chuyện của cụ ông 100 tuổi chỉ nhờ vào việc dậy sớm leo thang bộ mỗi ngày mà vẫn tinh tường, khỏe mạnh, minh mẫn, chính là một ví dụ điển hình của sức mạnh dậy sớm. Khi được hỏi bí quyết sống lâu của bản thân là gì, ông chỉ đúc kết trong một câu: sáng dậy sớm, ăn sáng xong đi bộ vài vòng, không phải tìm đến thầy thuốc hay bệnh viện. Quả thật, dậy sớm nghe có vẻ đơn giản, nhưng làm được lại rất khó. Xong làm được rồi thì lại như một phương thuốc trường sinh bất lão. Thật không ngoa khi nói, kiên trì dậy sớm chính là phương thuốc dưỡng sinh tốt nhất. Thứ hai, dậy sớm là khởi đầu của tự giác kỷ luật. Người xưa có câu, tảo khởi tam quang, chỉ khởi tam hoang. Ý muốn nói rằng, khi dậy sớm, rất nhiều việc ta đều có thể thông thả xử lý ổn thỏa. Ngược lại, khi dậy muộn, ta rất dễ vội vàng, làm ăn cầu thả. Tăng Quốc Phiên cũng từng dạy em trai của mình rằng, muốn vứt bỏ chữ lười, hãy bắt đầu từ việc dậy sớm. Cũng trong lá thư gửi cho người con trai của mình, ông đã viết: giờ con đã lập gia thất, nên lấy chuyện dậy sớm là chuyện ưu tiên, cố gắng làm cho kỳ được, rồi sau đó bảo vợ, bảo con cũng noi theo gương mình mà dậy sớm. Theo tư tưởng của vị nho gia Tăng Quốc Phiên, muốn biết sự hưng thoái của một gia đình, cứ nhìn xem con cháu họ có thói quen dậy sớm hay không là đủ rồi. Thật vậy, kiên trì dậy sớm chính là khởi đầu cho thói quen tự giác kỷ luật của người đời. Vứt bỏ sự chần chừ, từ biệt sự lười biếng, làm việc ắt sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều. Ta thức dậy cùng với những tia nắng đầu tiên của ngày mới, bắt đầu một ngày làm việc và học tập với cảm giác sảng khoái, không ngần ngại, không lười biếng mà tràn đầy năng lượng để hoàn thành bất kỳ công việc nào trong ngày. Đây chính là một món quà lớn nhất mà việc dậy sớm có thể mang lại cho chúng ta. Thứ ba, vũ trụ đang âm thầm tượng thưởng cho người dậy sớm. Thuở xưa,
khi một ngày được chia thành 12 canh giờ. Thời gian thức dậy bình thường của người xưa là vào giờ Mão, tức là 5 giờ đến 7 giờ ở hiện tại. Đây chính là thời điểm mặt trời mọc. Người xưa cũng quan niệm thức dậy vào thời gian này, dương khí cũng tăng dần. Sau đó, nếu ta thức dậy vào giờ Mão thì cũng là thuận theo tự nhiên, thuận theo quy luật chung của đời. Bên cạnh đó, nếu ta thường xuyên ngủ nướng, dậy muộn, cơ thể ắt sẽ trở nên mệt mỏi, sinh khí cạn kiệt, uể oải, gây ảnh hưởng đến năng suất học tập và làm việc của một ngày. Triết học gia Aristotle từng nói, thức dậy trước khi trời sáng là một thói quen tốt. Nó tốt cho sức khỏe, tài sản và trí tuệ của bạn. Từ cổ xưa, loài người chúng ta lao động lúc mặt trời mọc và nghỉ ngơi lúc mặt trời lặn. Việc thức dậy sớm chính là sống thuận theo quy luật của tự nhiên. Người ngủ dậy sớm có nhiều thời gian hơn so với người ngủ dậy muộn, từ 1 đến nhiều tiếng mỗi ngày. Dậy sớm không chỉ là để làm việc sớm hơn người khác một vài tiếng, mà là để dùng trạng thái tinh thần tỉnh táo nhất để sử dụng 16 tiếng tiếp theo. Còn người ta khi dậy sớm, tinh thần sảng khoái gấp đôi. Lúc này bạn đọc sách cũng sẽ lĩnh ngộ được rất nhiều chân lý. Bạn làm việc cũng sẽ tạo ra được nhiều thành tựu bất ngờ. Có câu, thế giới thuộc về người dậy sớm. Mỗi ngày dậy sớm hơn vài tiếng chính là con đường tắt để bạn bứt phá vươn lên và bỏ xa những người cùng trang lứa. Mỗi ngày dậy muộn hơn người khác một phút, khi bạn đang mải leo núi thì người ta đã lên tới đỉnh rồi. Thứ tư, người dậy sớm và người dậy muộn có hai cuộc đời khác nhau. Có câu nói như thế này, cuộc sống chính là công bằng như vậy. Mùa đông sợ lạnh, người nằm ấm áp trong chăn đã thua những người kiên trì dậy sớm vận động. Đi làm sợ mệt mỏi, người lười biếng đã thua những người có chí tiến thủ. Sáng nhác lười dậy sớm, người mỗi ngày ngủ nướng thêm 5 đến 10 phút đã thua những người dậy sớm hơn 5 đến 10 phút. Dậy muộn và dậy sớm, quả thực có thể cho ra hai cuộc đời hoàn toàn khác nhau. Chìa khóa của những người thành công nằm ở những nỗ lực vô hình mà chính bạn không thể nhìn thấy được. Đằng sau ánh hào quang rực rỡ của một người là cách sống kỷ luật khắc nghiệt với bản thân. Sự tràn đầy nhiệt huyết để tận hưởng mỗi ngày một cách trọn vẹn chính là nghị lực để họ kiên trì thức dậy sớm. Thức dậy sớm làm việc thường đem lại gấp đôi hiệu quả. Người dậy sớm làm việc thường tỉnh táo và năng suất hơn. Quả thật không sai khi cho rằng thế giới này đang âm thầm trao thưởng cho những ai dậy sớm. Cổ nhân thường khuyên, mạng mỏng hơn giấy chính là có ý này. Người có nếp sống sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi phản khoa học, thường xuyên thức khuya và ngủ nướng tới trưa, thậm chí tới chiều mới dậy, ắt sẽ mắc phải rối loạn nội tiết, gây đảo lộn đồng hồ sinh học của cơ thể. Và về lâu dài, ắt có hại cho sức khỏe. Việc duy trì thói quen dậy trễ như vậy sẽ gây suy giảm sức khỏe, từ đó dẫn tới nguy cơ có thể nhiễm nhiều căn bệnh khác. Thứ năm, dậy sớm, kết tinh của người có chí lớn. Con người nói, làm người bắt đầu từ buổi sáng sớm, bởi đây là việc đầu tiên mỗi người đều phải làm được mỗi ngày. Nếu ta không làm tốt, đối với những việc tiếp theo sau đó cũng đều sẽ bị ảnh hưởng. Với nhiều người mà nói, cách ta trải qua một buổi sáng như thế nào thì một ngày của ta cũng sẽ trải qua như thế ấy. Một ngày bắt đầu từ buổi sáng sớm với những người có thói quen ngủ sớm dậy sớm thường xuyên càng đem lại ý nghĩa sâu sắc. Có một câu chuyện về một cô nhân viên văn phòng như thế này. Buổi sáng chuông báo thức reo lên, cô ấy liền tắt máy ngủ thêm 5 phút nữa. Khi chuông reo lên đến lần thứ 3 mới màng máng nhận ra sắp trễ giờ vào làm rồi. Thế là cô nửa mơ nửa tỉnh leo xuống giường, tay chân luống cuống rửa mặt thay quần áo, ngay cả kem chống nắng cũng chưa kịp thoa đều đã vội vàng lao ra cửa. Khi mọi thứ diễn ra không như ý, còn người ta càng có ít thời gian sẽ càng làm hỏng chuyện. Cô ấy từ xa nhìn thấy chiếc xe buýt cuối cùng đang chậm chậm rời bến, bèn vội vội vàng vàng chạy thục mạng về phía trước. Lúc này chiếc điện thoại trong túi quần bị rơi ra đường vỡ màn hình, cô ấy cuống cuồng quay người lại nhặt. Lúc này nhìn lại thì chuyến xe đã rời khỏi bến một đoạn rồi. Xui xẻo vẫn còn tiếp diễn, bởi khi cô đến muộn, toàn bộ tiền thưởng tháng này đều bị cắt. Bữa sáng còn chưa kịp ăn, khắp người tâm trạng ủ rũ, mệt mỏi, nom không hề có sức sống. Lê mình đi vào văn phòng làm việc, cả khối công việc bày ngay trước mắt. Cô ấy lúc này mới ngộ ra, giá như hôm nay mình dậy sớm một chút thì cả ngày hôm nay
đã không tồi tệ như vậy rồi. Trải nghiệm này đã đúc kết trong cô một bài học vô cùng sâu sắc. Hàm ngủ thêm vài phút, ắt hỏng mất cả một ngày. Cổ nhân có câu, một ngày mới bắt đầu từ sáng sớm. Thật như vậy, vào buổi sáng ta thường dễ hoàn thành những việc khó nhằn nhất. Bởi vì trong khoảng thời gian từ khi thức dậy đến 8-9 giờ, sau khi trải qua một đêm ngủ dài, ta có thêm năng lực, ý chí và tinh lực dồi dào, tâm trạng càng thêm lạc quan hưng phấn. Hay như câu nói, người có thể làm chủ được buổi sáng mới có thể làm chủ được cuộc đời. Cách bạn làm một việc là cách bạn làm mọi việc. Cách chúng ta trải qua buổi sáng như thế nào thì sẽ trải qua một ngày như thế, cũng sẽ trải qua một đời như vậy. Kết. Dậy sớm hơn chính là con đường mang thành công tiến lại gần hơn, và người dậy sớm là người có sức mạnh thật đáng gờm. Bắt đầu từ ngày hôm nay, mỗi người trong chúng ta hãy nâng cao kỷ luật, kiểm soát bản thân, rèn luyện thói quen dậy sớm mỗi ngày. Bởi dậy sớm vừa là dưỡng sinh, vừa là phương thuốc của sự nỗ lực, càng để biến bản thân trở thành một người kỷ luật tự chủ hơn. Kim Ngân mong rằng ai trong chúng ta cũng có thể dậy sớm để có thể tận hưởng tia nắng đầu tiên của buổi sương mai, khởi đầu một ngày tốt đẹp và tương lai tươi sáng. Đó là lý do video của Ngân thường phát sóng vào 5 giờ sáng. Bằng cách này, chúng ta có thể kiểm soát và lèo lái cuộc sống tốt hơn, để từ đó thêm tỉnh táo và tràn đầy năng lượng tiến đến tương lai tươi đẹp hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video này trên kênh YouTube Sách Tóm Tắt Bí Quyết Thành Công. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.